Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối của Đài SCT trên băng tần 57.4 và trên hệ thống Galaxy 19. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam và cộng đồng. Kính thưa quý vị, bản tin Việt Nam đến từ Hà Tĩnh. Công an Việt Nam ban hành lệnh truy nã nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền. Thưa quý vị, nhà cầm quyền Cộng sản ở tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành lệnh truy nã nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền và môi trường là anh Bạch Hồng Quyền. Đài Á Châu Tự Do hôm thứ Sáu dẫn lời nhà hoạt động Thảo Teresa cho biết truyền thông Hà Tĩnh đang nói về cái gọi là lệnh 245 để bắt giữ nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền. Theo bà Thảo Teresa thì lệnh này có hiệu lực từ ngày 19 tây tháng 4. Anh Bạch Hồng Quyền đã biết về lệnh này và đã chuẩn bị tinh thần để ở tù vì anh sẽ không chấp nhận chọn lựa khác là bỏ trốn ra nước ngoài để sống lưu vong. Tuy nhiên thì anh chưa biết việc bắt giữ anh sẽ được nhà cầm quyền Cộng sản thực thi ra sao. Thưa quý vị, Bạch Hồng Quyền là thành viên của phong trào Con đường Việt Nam và cũng là một trong những blogger đưa tin về thảm họa môi trường do Formosa gây ra tại bờ biển miền Trung vào năm ngoái. Nhiều nhà hoạt động đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đe dọa và tấn công vì đã đưa tin tức về thảm họa ô nhiễm môi trường này. Mới vào đầu tuần, một nhóm côn đồ được cho là do công an địa phương điều khiển đã đột nhập phi pháp vào một căn chung cư ở Sài Gòn, hành hung nhà hoạt động Lê Mỹ Hạnh đến từ Hà Nội cùng với hai người bạn của cô. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn vào đầu năm nay, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã lần lượt bắt giữ các nhà báo Công Dân và nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa, Trần Thị Nga và Nguyễn Văn Oai. Vẫn tin đến từ Việt Nam cho hay, Linh Mục An Tôn Đặng Hữu Nam bị nhà cầm quyền Nghệ An buộc tội theo Điều 88 và 258. Nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An vào hôm thứ Sáu đã gửi công văn hỏa tốc đến Tòa Giám mục Vinh để buộc tội Linh Mục An Tôn Đặng Hữu Nam vi phạm các Điều 88 và 258 của Bộ Luật Hình sự của chế độ này và yêu cầu Tòa Giám mục Vinh không cho Linh Mục Đặng Hữu Nam tiếp tục thực hành công tác mục vụ trong tỉnh Nghệ An. Công văn đó cáo buộc rằng trong các ngày 29 và 30 tháng 4 vừa qua tại nhà thờ giáo xứ Phú Yên, trong lời rao giảng của mình, Linh Mục Đặng Hữu Nam đã phủ nhận ý nghĩa của việc Cộng quân Bắc Việt chiếm được miền Nam Việt Nam. Theo công văn này thì hoạt động rao giảng của Linh Mục Đặng Hữu Nam có nội dung chống đảng, nhà nước và có dấu hiệu vi phạm Điều 88, đó là tuyên truyền chống nhà nước, và Điều 258 là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, đó là những từ ngữ trong ngoặc kép. Thưa quý vị, công văn của nhà cầm quyền Cộng sản ở tỉnh Nghệ An còn cáo buộc Linh Mục Đặng Hữu Nam đã vi phạm Điều 8 của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Trong một diễn biến khác, phóng viên của đài SBTN trong nước cho hay, trong những ngày vừa qua, nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều cuộc họp của các hội đoàn do Đảng Cộng sản điều khiển để đấu tố và rải truyền đơn yêu cầu truy tố Linh Mục An Tôn Đặng Hữu Nam và cả Linh Mục JB Nguyễn Đình Thục. Hai vị linh mục hiện nay là những nhà lãnh đạo tinh thần có tiếng nói mạnh mẽ nhất, lên án bất công, đòi quyền lợi chính đáng cho các ngư dân bị thiệt hại từ thảm họa môi trường do Formosa gây ra. Và thưa quý vị, trong một diễn biến khác thì luật sư Nguyễn Văn Đài có thể đang tuyệt thực trong tù tính đến từ Hà Nội. Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài có thể đang bị tuyệt thực trong nhà tù của Cộng sản. Đó là mối nghi ngờ của vợ luật sư Đài là bà Vũ Minh Khánh sau chuyến đi gửi đồ tiếp tế cho chồng tại trạm tạm giam B14 của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam ở ngoại thành Hà Nội. Ông Đài bị tạm giam tại đây 16 tháng mà vẫn chưa được đưa ra xét xử. Vào ngày 6 tháng 5 nhằm ngày sinh ông Đài, bà Khánh đã mang đồ ăn tiếp tế định kỳ mỗi 2 tháng một lần cho chồng thì bị nhân viên trại giam từ chối. Họ nói với bà là ông Đài không nhận đồ ăn, một điều chưa từng xảy ra. Bà Khánh cho hay sự việc này khiến cho bà rất bất ngờ và hoang mang. Bà không biết sức khỏe của chồng hiện giờ ra sao. Theo bà, hành động của ông Đài từ chối đồ ăn tiếp tế của vợ có thể mang ý nghĩa như là một thông điệp gửi ra thế giới bên ngoài rằng một là ông đang gặp áp lực, hai là ông đang tuyệt thực và ba là ông đang phản đối việc bị giam giữ quá thời hạn. Luật sư Nguyễn Văn Đài bị nhà cầm quyền thành phố Hà Nội bắt giữ vào ngày 16 tháng 12 năm 2015 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự của chế độ Cộng sản. Trước đó, thì ông có buổi nói chuyện với người dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An về pháp luật và nhân quyền. Cho đến nay, thì ông vẫn bị biệt giam và chưa được pháp luật hoặc là gặp một luật sư nào bào chữa, thưa quý vị. Vấn đề liên quan tới Việt Nam thì một ngân hàng ở Sài Gòn sa thải giám đốc và phó giám đốc vì đã dám ra lệnh gỡ ảnh của bí thư Đinh La Thăng.
Tin đến từ Sài Gòn cho hay, đài BBC vào hôm thứ Bảy trích dẫn những nguồn tin khả tín cho biết, một ngân hàng ở thành phố Sài Gòn vừa sa thải hai giám đốc vì đã ra lệnh cho nhân viên gỡ bỏ tất cả các hình ảnh của ông bí thư thành ủy đó là Đinh La Thăng tới thăm ngân hàng này. Ông Đinh La Thăng vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản đề nghị kỷ luật do liên quan tới vai trò của ông ta trong thời gian lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam gọi tắt là PVN. Theo đài BBC, thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội, tức là SHB, vào hôm 5 tây tháng 5 đã có văn bản sa thải bà Lê Thị Minh Thảo, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển Thương hiệu SHB, cùng với bà Nguyễn Thị Hà, nguyên là Phó Giám đốc Ban Phát triển Thương hiệu cũng thuộc trung tâm này. Lý do hai bà Thảo và Hà bị sa thải là vì họ đã vi phạm nội quy lao động, làm sai chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, gây thiệt hại nghiêm trọng, đó là từ ngữ trong ngoặc kép. Cũng theo các nguồn tin của đài BBC, thì hai bà Thảo và Hà đã ban hành một lệnh cho nhân viên trong toàn hệ thống ngân hàng SHB phải cấp tốc gỡ bỏ mọi hình ảnh về ông bí thư Đinh La Thăng. Theo Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà, thì Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ngân hàng này là ông Đỗ Quang Hiển, vốn có mối quan hệ thân thiết với bí thư Đinh La Thăng. Chính ông Hiển đã sa thải hai nữ giám đốc và phó giám đốc vừa kể trên. Được biết, kể từ khi ông Đinh La Thăng đến Sài Gòn nhậm chức, thì ngân hàng SHB trở thành một trong những ngân hàng cung cấp khoản vay cho nhiều dự án BOT nhất và hưởng lợi rất lớn từ đây. Kính thưa quý vị, và một lần nữa sau phần thông tin ngắn gọn, vẫn mong quý vị tiếp tục giữ màn hình. Chúng tôi sẽ trở lại trong những bản tin liên quan đến văn nghệ và đời sống.